Vâng, xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dương iPhone. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái công cụ Javax mới tên là Odyssey. Và công cụ Odyssey này thì hỗ trợ Javax cho hầu hết tất cả các thiết bị mà đang chạy iOS từ 13 cho tới iOS 13.7. Bởi vì là hiện nay thì tất cả các thiết bị chip từ A thấp cho tới A13 là đều đã Javax được bằng cái công cụ này rồi. Tuy nhiên là phải nằm trong cái giải từ iOS 13 tới 13.7 các bạn nhé. Còn nằm ngoài cái iOS đó thì sẽ không được hỗ trợ. Và các bạn đừng có comment hỏi mình ở bên dưới thì mình bất công trả lời lắm. Còn hiện nay thì chip A14, tức là cái dòng iPhone 12 mới ra đấy các bạn, thì chưa được hỗ trợ các bạn nhé. Và đặc biệt hơn nữa là video này thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để chúng ta tải trực tiếp và Javax trực tiếp trên điện thoại luôn, không cần tới MacBook hay là Windows. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào xem hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy vào trong cái Safari để chúng ta truy cập vào địa chỉ IPA app. Các bạn truy cập vào địa chỉ, đúng địa chỉ như này các bạn nhé. Hiện nay thì đang có chứng chỉ nên các bạn cố gắng làm sao tải nhanh. Còn các bạn mà để đến ngày hôm sau hoặc vài hôm nữa mới xem thì sẽ bị mất chứng chỉ đấy các bạn. Ở đây sẽ có hiện ra quảng cáo này, các bạn yên tâm, cái này là quảng cáo thôi, các bạn đóng đi, ấn dấu tích bỏ qua. Rồi sau đó các bạn sẽ vuốt xuống bên dưới, sẽ có một cái mục là Odyssey đây các bạn, Odyssey Javax V1.2 luôn. Đấy, và các bạn ấn vào chữ Get này. Nếu mở ra cái tab khác như thế này thì các bạn vui lòng đóng tab, vì là cái này là quảng cáo hơi nhiều. Get. Rồi khi nào mở ra cái trang này là chúng ta ok và bỏ qua quảng cáo tiếp nhá. Quảng cáo hơi nhiều thì chúng ta cứ cố gắng bỏ qua và đợi 5 giây để khi mà nó hiện ra cái chữ là bỏ qua quảng cáo này. Đấy, kích tiếp. Nếu mở ra tab thì các bạn lại tắt cái tab này đi và kích vào bỏ qua quảng cáo. Đấy, đến khi mà hỏi là IPA app.me muốn cài Odyssey Javax thì chúng ta ok. Các bạn cố gắng xem cái video này của mình mà máy của các bạn muốn Javax đang nằm trong iOS từ 13 cho tới 13.7. Đây, cái máy của mình là iPhone 10 và đang chạy iOS 13.3. Đấy, iPhone 10 đây nha các bạn. Và các bạn muốn Javax thì các bạn ngay lập tức tải nhá. Còn các bạn mà để đến ngày mai thì sẽ bị mất chứng chỉ đấy. Và đợi một chút thôi thì đã được tải về đây. Tuy nhiên cái lần đầu tiên thì không mở được vì là chưa có chứng chỉ, chưa tin cậy. Thì chúng ta vào trong cái mục cài đặt. Sau đó các bạn vào mục cài đặt chung đây. Cài đặt chung, vuốt xuống bên dưới sẽ có mục là quản lý cấu hình và thiết bị này. Và chúng ta vào cái chỗ Thượng Hải gì đây và chúng ta chọn tin cậy. Ok, sau khi tin cậy xong thì chúng ta hoàn toàn có thể mở cái Odyssey ra để Javax. Đấy, màn hình Javax nó sẽ như thế này. Và rất đơn giản, bây giờ Javax thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút Javax này là Javax thôi. Nhưng mà để đảm bảo cái sự thành công đấy các bạn, thì mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn này. Bạn nào mà Javax không thành công ấy thì các bạn có thể tắt máy bật lại. Đấy, và đợi khoảng tắt máy bật lại xong rồi đợi khoảng 30 giây hoặc 1 phút để cho máy nó ổn định đã, rồi hãy Javax các bạn nhé. Ở trong mục setting, trong mục cài đặt ấy, thì chúng ta có thể để cái chế độ cái màn hình tối này, hoặc là chế độ như này. Đấy. Đấy, các bạn có thể thay đổi cái chủ đề ở đây, nhưng mà mình sẽ để cái chủ đề nó mặc định nhá. Rồi mình sẽ để mặc định và mình sẽ ấn Javax luôn các bạn nhá. Đấy, và cái vòng tròn nó sẽ chạy đây. Bạn nào mà bị cái kiểu như thế này các bạn này, nó treo rất là lâu như này, nó dừng ở đây, thì chúng ta sẽ tiến hành thoát cái này đi. Đấy, chúng ta sẽ mở lại. Tốt nhất là chúng ta sẽ đưa cái máy này về cái chế độ máy bay. Đấy, đưa về chế độ máy bay, tắt hết wifi rồi bluetooth tắt hết. Và chúng ta sẽ thử ấn Javax các bạn nhé. Đến đây thì nó sẽ bảo rằng là yêu cầu phải khởi động lại máy để kết thúc quá trình Javax, và sau đó mở lại cái Odyssey thì chúng ta cứ ok, khởi động lại máy thôi. Ok thì máy nó sẽ tự động khởi động lại chứ mình không cần phải ấn nút các bạn nhé. Đấy, quả táo đã hiện lên rồi. Bạn nào mà thử đưa về chế độ máy bay mà vẫn không được ấy, thì các bạn thử là tắt passcode, tắt cái mật khẩu khóa màn hình ở trong cái cài đặt này các bạn nhé. Xong rồi cũng đưa về chế độ máy bay, rồi các bạn thử mở Odyssey lên và tiến hành ấn Javax nhé. Rồi sau khi máy khởi động lại xong thì chúng ta lại vào Odyssey. Đấy, và chúng ta lại tiếp tục ấn Javax một lần nữa.
Đấy, có thể là máy nó sẽ bị sập nguồn và khởi động lại thì không sao cả. Tí nữa mở máy lên thì các bạn nhớ là sau khi mở máy lên ấy thì chúng ta chưa ấn ngay, mà chúng ta đợi một chút, khoảng 30 giây hoặc 1 phút để cho máy nó ổn định đã các bạn nhé. Ok, mình sẽ cho dừng ở khoảng 1 phút thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đưa mở cái Odyssey này ra và tiếp tục ra bách các bạn nhé. Vì nếu như mà các bạn ấn ra bách sớm quá đấy thì máy nó có thể xảy ra các cái xung đột lung tung ở trong máy và sẽ kiểu như không được thành công lắm. Vì cái Odyssey này nó mới ra mắt thôi mà. Đấy, nếu như mà nó vòng đến đây mà nó dừng hơi lâu, các bạn cảm thấy nó dừng hơi lâu ấy, thì các bạn lại cứ thoát đi và mở lại cái Odyssey này ra và tiếp tục ra bách lại nhé. Đấy, như vậy là đã xong. Bây giờ nó yêu cầu chúng ta kết nối Internet. Thì bây giờ mình sẽ kết nối Wi-Fi. Rồi, đã có Wi-Fi rồi các bạn nhé. Và chúng ta sẽ OK nè. Chắc là cũng giống như check drain khi mà ra bách thành công rồi đấy thì mở check drain lên là chúng ta cũng phải có cái mạng Internet để nó tải cái CDA về. Và bây giờ các bạn có thể thấy là máy của chúng ta đang respring đây. Và có khả năng đây là đã thành công rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng đợi một chút để máy respring xem thử là bao giờ sẽ thành công các bạn nhé. Đấy, như vậy là máy đã lên rồi. Ok các bạn. Ô, Cileo. Các bạn thấy Cileo không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ mở Cileo lên. Cileo thì cũng giống như CDA các bạn nhé. Cái giao diện nó không giống bên CDA lắm. Và ở đây thì có các cái trick, nhưng mà ở đây phải mua các bạn này. Còn các cái gói khác thì nó sẽ nằm ở bên này. Đây là cái mục sure. Mục sure thì là các nguồn các bạn này. Còn package tức là các cái gói, các cái gói cài đặt. Các cái gói cài đặt này là giống như kiểu các cái trick chứ các bạn. Bây giờ mình sẽ thử thêm một cái nguồn nữa các bạn này. Mình sẽ thử thêm một cái nguồn bằng cách là mình sẽ cộng nguồn. Mình sẽ thử thêm nguồn repo.kinhtáo.net các bạn nhé. Đấy, như vậy là đã thêm nguồn rồi đây. Mình sẽ thử tìm một cái trick là cylinder. Khi mà các bạn mở ra như này thì các bạn sẽ chọn get. Và các bạn dưới này các bạn sẽ thấy là bốn mục đang đợi này. Và các bạn chọn xác nhận. Đấy, như vậy là nó sẽ cài đặt giống như kiểu ở bên CDA thôi. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta tiến hành restart Spring Boot. Đấy, respring này rất là nhanh thôi. Đó, sau khi resync xong thì các bạn có thể thấy là các cái hiệu ứng chuyển trang đã được thay đổi rồi. Và vào trong cái mục cài đặt thì các bạn có thể thấy là có cylinder ở đây. Và hiệu ứng thì chúng ta có thể... Đây, hiệu ứng lúc nãy mình đang để là QE này. Mình sẽ tắt các cái hiệu ứng mà đang cài. Như hiệu ứng lúc nãy là hiệu ứng QE. Thì bây giờ mình sẽ chọn một số cái hiệu ứng như kiểu là... Đấy, mình sẽ chọn bất kỳ một số cái hiệu ứng. Sau đó thì mình sẽ ra ngoài này, mình sẽ chọn cái mục là hiệu ứng ngẫu nhiên. Thì bây giờ tất cả những cái hiệu ứng mình vừa chọn đấy thì nó sẽ ngẫu nhiên thôi. Đấy, tất cả các hiệu ứng nó sẽ ngẫu nhiên. Ok, còn các cái trick khác thì các bạn có thể tìm và cài đặt giống như là cài trên CDA các bạn nhé. Còn bạn nào không muốn ra bách nữa thì các bạn chỉ cần tắt máy và bật lại cái là sẽ mất ra bách thôi, rất là dễ. Có một điểm lưu ý đó là có một số máy đấy các bạn, thì sau khi các bạn ra bách, sau khi các bạn tải về đấy thì sẽ không mở cái Odyssey này ra được. Đây, mình cũng đã tải về cái máy này đây, nhưng mà mở ra thì nó bị văng như thế này. Thì cái trường hợp này đấy thì các bạn phải cài qua máy tính hoặc cài qua MacBook thì mới được nhé. Còn cách cài qua máy tính hoặc MacBook thì nếu bạn nào cần hướng dẫn thì các bạn hãy comment xuống bên dưới cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở các video sau. Rất là mong các bạn sẽ ra bách được và cài một số trick các bạn yêu thích. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.